Rồi, Ngọc xin chào cô chú, anh chị và các bạn nha. Đầu năm chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài. Rồi, hôm nay mọi người sẽ cùng với Ngọc đi bẫy chim chao chảo, hay còn gọi là chim quành quạch đó mọi người. Giải trí, chơi nha. Đó, bẫy chim chao chảo này thì dễ lắm nha mọi người. Chủ yếu là chỗ nào mình bẫy có chim thôi là bảo đảm là lụm liền à. Nhưng mình muốn lẹ thì cần phải hỗ trợ nha. Con chim mồi và cái lo kè. Nếu như mà con chim mồi ấy biết kêu biết hót thì mình không cần phải sử dụng lo, thì bẫy dính bình thường. Còn riêng hôm nay thì Ngọc cần phải sử dụng cái lo kè nha. Tại vì con chim này bắt ngoài rừng mới vô à, cho nên là mình cần phải sử dụng thôi à. Chỉ có vậy, đơn giản lắm. Nhưng mà Ngọc không có con mồi nha mọi người, cho nên là mình phải đi mượn của bà chị, rồi mình đi đánh giải trí chơi. Chỉ có vậy thôi à. Rồi để Ngọc quay cái bẫy lại giới thiệu xíu, rồi cái mình sẽ cùng nhau đến bẫy nha. Nè, cái bẫy của Ngọc là như thế này nè mọi người. Đây Ngọc gọi nha, là cái lục bẫy ha, hai cánh nha, hai cánh đó. Thấy đơn giản không? Cái này á, là cái dầu cho con chim đạp nha. À, bên đây một cái thì hai cái mình sẽ được hai con đó. Mà chắc được hai con không? Chưa chắc đâu nha mọi người. Chim nhiều á thì dính được hai con nha, còn chim ít á hay hoặc giả là chim nó hơi nhát nha thì dính được con một à. Dễ có vậy thôi nha. Rồi sau đó cái mình kiếm trái cây chín chín đó mọi người, như là trái chuối chín nè, hay là chung trái cây gì cũng được, chín chín thơm thơm là được rồi. Mình để lên chân cái miếng này nè, cái mình đè nhẹ miếng chuối hay là miếng trái cây vô đây cái là được nha. Hai bên mình để hai miếng, cái bỏ chim mồi vô đây là đi bẫy được là ok liền. Rồi như vậy thì cái lồng này Ngọc chứa chim mồi nha. Ngọc mời nha, mời tất cả mọi người cùng đi bẫy chim với Ngọc. Nhưng mà trước tiên đi bẫy thì mình cần phải đi mượn nha. Rồi khi nào đến điểm đi, đến điểm mượn đi, rồi Ngọc sẽ quay cho mọi người xem nữa nha. Rồi nha mọi người, vậy là mình đã đến điểm bẫy chim rồi nha. Mình nghĩ vòng trong khu vực cái vườn sugi nè mọi người, vườn sugi của người cô rồi nha, sẽ có chim châu chảo, cho nên quyết định là mình đem đầu nghề đến đây chơi nha. Nhưng mà nói tiếng đầu nghề cho sang thôi, chứ có cái gì đâu, có cái bẫy chim với cái vỏ khách không mà nha mọi người. Chứ cái lò này nha, đâu có chim mồi đâu mà bẫy. Xuống đây mình mượn của bà chế này nè. Đó, bà chế của mình nha, bà nuôi chim đây nè, mình mượn một con, cái mình đưa vô cái lồng là mình bẫy, là mình dứt cái lụm liền. Đây, thấy bà chị mình nó nuôi chim không, dễ không? Nó nuôi chung lồng vậy đó, mấy con chim châu chảo nha. Châu chảo này, chim chảo mặt trắng nha mọi người, nó dễ nuôi lắm. Chỉ cần mình có trái cây chín chín thơm thơm á, chuối cũng được, sugi cũng được, để gì nè, có tự động nó ăn nha. Còn kèm theo thôi mình đổ thêm cốc nước cho nó uống được. Rồi vậy là xong liền rồi. Đấy, mình mượn một con cho mọi người đi bẫy, mình kiếm cái chỗ mà bắt ra nha. Nè, chứ lấy gì ra cho em con đi. Chị cũng phái bắt chim cò đó nha mọi người, giải trí chơi nha. Ngày chị cũng ít khoan lắm, khoan uống gì đâu, chị phái nuôi đó, bắt vô cái bổ rộng rộng vậy đó. Chị đang gỡ bắt ra cho mình con nha, cái bỏ trong cái lồng nè, bỏ trong cái lồng nè đó. Cái mình ra sau luôn nha, mình ra sau hèm đánh bẫy luôn. Đánh này dễ lắm nha mọi người, sợ chỉ đánh chỗ cái chỗ mà như không có thôi, còn nếu có nha bảo đảm lụm liền, chút xíu dính nè. Thấy chim cưng không? Đây. Okay. Chị nó bay ra cái lỗ này nha. Rồi bay được gì đó. Rồi. Rồi, kẹp. Rồi, nè bắt ra mọi người con này nha. Để Ngọc bỏ vô trong cái lục luôn nha mọi người. Để cái lục nằm xuống nha. Bỏ chim vô. Cái lục này Ngọc mới làm luôn nha mọi người, tại vì chưa có cây gác nha, chưa có cây đàn ngang chó đậu mọi người nè. Chưa có cây đàn ngang chó đậu nha, nhưng mà mình chơi luôn nha. Nó gì đó, cho nó nhảy tới nhảy luôn trong lòng có lụm liền à. Rồi, chiếc máng lồng lên giùm em nha. Rồi đem đi ra làm sao. Rồi mình đi nha mọi người, ra làm sao nè. Kiếm chỗ nào mà cảm thấy có chim là mình máng cái lồng lên lụm liền. Rồi xuống chỗ này nha mọi người. Này nha, chơi luôn. Rồi để cây vào trước nha. Để em vô làm chuyện nha. Rồi mời mọi người cùng xem. Rồi không để nha, tạm đi nha. Tạm đi đi. Cứ vô cái bẫy nha. Okay.
Rồi nha mọi người, vậy là thành quả của mình được một em chim chao chảo nha. Mọi người thấy đơn giản không? Bảy chim để một em máy gần đây nha. Bảy chim chao chảo này dễ lắm nha mọi người, chủ yếu là có là dính liền nha. Đây cái lon hỗ trợ nha, mình tắt cái lon cái. Đây, con chim mồi của mình mọi người, chim mồi của mình nha, là con chim chao chảo mặt trắng nha mọi người, mặt trắng nha, nhưng mà dính là dính con chao chảo mặt đen nha mọi người. Nè gì nè. Đó. Hai cánh nó giống vậy, là hai cánh là mình được hai con nha. Nhưng mà cái điểm trong vòng khu vực này mọi người là của bà chị nha. Cho nên á là bà cũng hay đặt bẫy thường thường lắm mọi người, đặt mỗi ngày nha, chị ấy đặt hình như là mỗi ngày luôn á. Cho nên ngày dính không nhiều nha. Con hai con cho nên cái nó cũng nhát bẫy mọi người, cho nên nó cũng hay nhát bẫy nha. Thành thử ra mình đặt lại cũng có được nhiêu chân á. Đó. Rồi, như vậy thì Ngọc cũng xin được kết thúc cái video ở đây luôn nha mọi người. Thì Ngọc cũng chúc cho cô chú, anh chị và các bạn xem bảy chim chao chảo hôm nay giải trí vui nha. Rồi, bye bye mọi người luôn nha.